Tuyên ông được đi lên hân huyền Bung Tung của tỉnh Tuyên Quang, cách ti tốc trang thành phố Tuyên Quang nửa bắc nơi cây số. Nà hàng, mì lai, bản sắc văn hóa, đeo mì của thiếp thông dân tộc Pin Họng đang thi thống. Mỗi Pin Họng, mì nâng ăn văn hóa, đeo mì, hết bên nâng ám tranh văn hóa, hết đây, hớ và tu cần. Nà hàng lai cần chắc thần, mưa bài ti bù bài đất nằm đầy miác. Hết bên bài tin hệ, đáp bên nâng đơn, bài ti du lịch, quang cải, cô đơn tỷ đình Nà hàng, tính Tuyên Quang đầy miác. Nà hàng, tỷ đình đầy miác. Mì lai bà ti phủ bài đất nằm. Long thồm Nà hàng tâm bình, trang bà ti phủ bài đất nằm. Bằng ám luộc khao, nưa bán phù. Tôi cần tiếp khách. Đêm nay, ban giá trị văn hóa truyền thống của bài Pin Họng Đời Cần đăng ký đẩy trên ngồi đây. Thông sinh thái Nà hàng tâm bình, đơn búng chân ngòi tên như Nà hàng tâm bình, tay cuối, bằng vịnh Hà Long, trang bà ti phù bài. Nát nằm thơ khèo, cùng các bà ti phù, nguyên sinh, lùng khóp, các ti nát thùng, lũng nưa bét diên hết ca, cú thang huyền, Nà hàng của lâm bình, nơi chính tê, ăn chân đầy, thế thang huyền hết hướng du lịch sinh thái Long Thùng. Tuyên Quang là có tiềm năng du lịch rất là lớn. Làm sao mà chúng ta Tuyên Quang miền chân đầy thích hướng du lịch, bong tàu treo phải hết pin, vài đi du lịch mới, dùng tay bán thánh mì và du lịch lịch sử và đi di tích, bong lầu mì ti Long Thùng Nà hàng tâm bình, gói hàng Tuyên Quang miền chân đầy, bài ti du lịch nóc bài ti cần đầy đà mì bong lầu treo phải hết hướng thêm sân nâng bài ti xuân nửa Long Thùng thê trai quá khẩn đủ hết hướng ti du lịch tâm hiệp du lịch kéo triển khai thêm các cái sản phẩm du lịch ở lòng hồ nhưng mà có thể lưu trú qua đêm hoặc là du lịch phát triển với lại du lịch nông nghiệp phát triển du lịch xanh. Dùng đầy bàn thần mi của nóc tự nhiên xuân nâng ti hải ý xuân nửa Long Thùng đáy với khẩu hết hướng ti du lịch ta mi đáy má hù đông lai cần khách thân sương đắc mệnh đeo phải với thân ti đáo phù hoành khát tàng bê dương căn này của lai cần khách đây du lịch sinh thái trai dưỡng du bài ti mi bài phù bài đắt nằm nhà mình nguyên đáo phù hoành cách ti tốc trang thị trấn Nà hàng quảng thiếp cây số bên ngay hở cần khách chờ thân dương du này cần khách nhà đại biểu cầu hết bài viết bản thi tức bết bài viết hoàng văn của Pin Họng tin ấy. Tôi thấy thu hút khách du lịch các tên hiệu lai cần khách thân tin này hăng để đi hát tên hai rút này mì ăn ti hái rút trang và ti thông bên ngay hơn cần khách thân phương đảo đây có cái nằm giữa cái khu hồ này cho nên là
rất là thuận lợi cho khách nhà đi du lịch này, đi giải trí. Tôi thấy quang cảnh ở đây rất khói là hành, bà tiếp bộ bài đất nằm, xuân này đêm nhạc, bằng hô tường quế, đầy lê, hàn long, xuân nước bốc, thì bốn xuân này thơ mát, tôi cần xuân này biết khách. Vui vẻ, thân thiện. Thần cấp nạc hàng, phi nọn bấu tà quá tẩy khu du lịch sinh thái Phiền Bùng, thuộc bán Phiền Bùng và Năng Khả, đại ti du lịch sinh thái, chân đầy có cần khách thần phượng. Phiền Bùng, mì ti điên tự nhiên trồng nửa bác bét hecta, bài ti cốc mẩy, đùa của do này mình lại, cắp lai bài loài mẩy quý bằng mẩy miến, mẩy tinh, mẩy lát. Lai bài loài tuân nộc bằng tuân nản, mù trướn, tuân lóc, dân ca, hòa mi. Thần Phiền Bùng, nọc đại trông bài ti phụ bài tự nhiên, lồn khót, cắp lai bài cốc mẩy quý, mì đại ký bác bi. Lên đến Phiền Bùng thì mọi người có thể trên thần Phiền Bùng mới cần tay cắm chạy số huyền với khẩu hết bài viết bài trò khan thê khen gạo bài cần khách chụp hình với chồng bài ti pù mày lầm cắm chạy cùng các đồng hương mỡ ở trên đây và cắm chạy cùng gia đình đừng ti tầng chân đầy bố lại tạc quá vừa đừng cắp nà hàng mình lên bê chồng mua khẩu thuốc hồng thái mua khẩu thuốc dùng thái xe phải teo ở gần khách bánh khó lươm này cùng đại ti chân đầy của du lịch tuyên quang đừng quên này can chân đầy đại bưa thay bài biên nọng đại chồng bài ti cánh để miếng tin này sau hồng thái mì bét tiếp tháo hecta ti nà tháng tuổi đầy nhất do đơn bài bản khâu tràng bắc hoàng nà mụ và kha tàng tiên xạ quen bài ti tốc trang xạ chỉ cần tắt khá thân sau hồng thái pin hỏng xe hành lai bài ti nà khẩu trúc đường quen khóp bài ti bụp bài hành đáy bài ti bùn thơm mát mùi hòm của luồng khẩu trúc của bài đông bếp mì lai màu hôm nay lần đầu tiên chúng tôi đến tham dự cái hội lễ hội lúa vàng của Hồng Thái. Chúng tôi đến đây mọi người đều phần này bài tốt con mong hỏi thân tham dự lễ hội mua cầu thuốc của Hồng Thái mong hỏi thân này mới cần để ở thân bán chân đây tôi cần giúp Hồng Thái tiếp khách cần đâu cũng tón chào hỏi hành tự hào hỏi cô lấy cân tuyên quang để ở và cái hướng giúp này hỏi giúp nước nọt đấy tham thiết bị này ra này cũng lấy bài tốt con mà tham dự hỏi hành tự hào này và hỏi sẽ áo tăng kẹo bán đầy nha của Hồng Thái này của đất nước Việt Nam quý bà Hồng Thái thay lần thân bài nước nọc tên hài đến nước truyền cho tỉnh mình nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung và riêng nữa là đất của Hồng Thái mình để lan tỏa đến các nước trên thế giới cụ thể nhất là nước Úc của chúng tôi đấy với gầu hết văn khăm hàng tuần chợ khăm nà hàng bố chỉ đáp ứng đến chơi trừ sẫm của cần dân đơn bán và cần khách mà này nhân đẹp ti thay lân óc bài đồ hang teo mì của bài tỷ phường vừa càng hết hướng du lịch càng văn càng đầy bài văn hang tân mửa bài đồ hang hết óc teo mì vơ cùng mì lai cần khách thân chồng thử sắm đối văn nghệ của bài xạ cùng đăng ký áo thân viên trợ bài cầm trống then săn tính mì lai bản sắc văn hóa của bên nào thì này từ nào ta có bạc hồ
Nhưng tôi lên đến Na Hang hôm nay thì tôi thấy là không gian ở vừa cần đồng Na Hang, khói hàn tin này đêm nhạc, bốn mát tôi cần rút này tiếp khách, khói chơ, xe mi bay tăm mà Na Hang và cùng xe chơ mi ăn thay tối hơn, thêm một cần thông tin này, mình lại đi thay thông dương. Có nhiều sự thay đổi mới hơn để cho mọi người đến đây sẽ có nhiều những cái cơ hội được trải nghiệm. Theo dung tầy Đan Thắn My của Tỳ Phường, huyện Na Hang đã hết các bài sử ban ngành có tính, kể với hầu hết bài dự án đã triển ó cái cuốn đi du lịch của bài tổ chức mới cân đừng và nóc tính. Vương Giang Mẹn, huyện với hầu hết bài nghị quyết với linh cấu của hội đồng dân tính. Các lai bài chính sách và cái hết chân đầy, du lịch Na Hang đăng ký căng phần, căng đáy hết đầy. Chỉ tính thân quân cấu viên hệ đam mê đánh lừa thòng phát thiết tí duyên tự cần khách. Tài giới bếp vần phát vào các công kỳ cho năm mà từ tư du lịch đánh lừa khảo phát sau kiếp chất tỷ. Đối với lại huyện Na Hang thì cái được thiên nhiên cũng ban tặng cho Na Hang đó là những cái khí hậu, môi trường cũng như là cái hồ. Các huyện Na Hang, mì ti bôn tây, mì thông thủy điện và mì pu đặc dụng đã công nhận khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt. Nên lê bài tị in thay huyện Na Hang với cầu khát tàng thân hết hướng du lịch nhằm nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ thong long tiếp thong sư linh thong hạ đã lược thong việc khám nhám tham viên trọng tâm đông mện bị bài việc khám nhám tên Na Hang hết hướng tiêu du lịch theo bền bài viết kinh quảng cái của đông huyện. Chính vì bền làm vừa chắc tẩy bài viết khám nhám bền mện đã hết hướng kế hoạch với cầu hết thân cần này đẩy phân nâng nhiệm kỳ với cầu hết nghị quyết với tật theo khát tàng tiếp với du lịch Na Hang. Mình lại bài viết tuần mới, mình đã lại bài ti du lịch, lại bài chương trình, khen khéo mời lòng, bài cần khách, đông nước và nước nọc, lắng vừa đại dịch Covid tiếp cấu đáy ngồi đây. Bài viết kín của đồng huyện Na Hang, với khổ hết quy mô cái, khen khéo lại cần khách thân cấp Na Hang. Đầu thì dân tân huyện Na Hang tiếp nèm với khổ hết nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ thong sư đông tiếp, thong sư đông hả, và hết bình lương thong kỳ thong sư đông ký, rồi mình đẩy bài chỉ tiêu tay nghị quyết tật óc. Thì đánh giá lại cái chặng đường nửa nhiệm kỳ thì nói là đối với du lịch Na Hang có khởi sắc, tổ chức nhiều cái sản phẩm du lịch, nhiều cái chương trình để thu hút mời gọi cũng như là quảng bá giới thiệu về cái con người mảnh đất Na Hang với mọi người du khách trong và ngoài nước. Đấy, chính vì vậy thì sau khi đại dịch Covid-19 đã kiểm soát được thì phục hồi phát triển kinh tế thì huyện Na Hang cũng đã tổ chức nhiều cái chương trình, nhiều cái quy mô chương trình lớn đấy, và thu hút nhiều cái du khách đến với Na Hang. Thì trong thời gian tới thì huyện Na Hang cũng sẽ tiếp tục thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 20-25. Và cũng phấn đấu là đến sang năm 24 là sẽ đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ thong xin thông tiếp thong xin thông hả chắc đẩy kết hướng vô lịch đa bền bái viết kinh quảng cãi do bền đơn vị dân thần huyện tiếp nèm hết đây bài viết quy hoạch kết hướng bài ti tư lườn của cái theo phục vụ du lịch cùng các mẹn hết đây bài viết quy hoạch chương ngòi ban giá trị bài thi cảnh quốc gia đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Tân Bình các bài hết cuốn du lịch thân phi thong xây đình thảm thiếp kha tàng thân phi thong xây đình thảm thiếp hết đây chính sách bằng ngừa tinh phốn các bài đơn cường bài thi du lịch thế cuốn du lịch ao khoa học công nghệ khẩu hết đây lại vừa cắn đơn óc tổng khóp liên kết hợp tác du lịch các khách hàng du lịch theo bền bài viết kinh quảng cáo có vấn hết kinh xã hội của tỷ phường